quả mà xong giật nó mấy quả cả như đánh hai, cơ bản nó không đủ tốt. Quay trở tay à? Không đủ tốt. Cố tình cho bắt ra để dập hết hết. Anh ấy cũng đỡ được cơ thôi mà. Thank you.
đâu ấy. Nghĩa là anh không cùng ấy. Anh nhắn anh cùng bạn đọc rong. Chắc cho quay đốt mình nhắn anh không chỉ lấy anh mình thấy thôi. Anh mình chỉ đang làm gì đó thôi. Đây nè. À xong rồi con chuyển ảnh về. À chuyển ảnh chụp về của bố nhá. Ảnh của bố đi. Ờ. Con gửi Zalo nhá. Bây giờ con thầy tin ra cái không. Lần này như nào không? Đọc bài loạn xạ.
một cái nhìn nào hả? Mai anh đơn nào ạ? Đâu em hỏi anh đâu, em hỏi Xuân hôm 1 rồi. Vâng ạ, hai bộ đánh luôn, không biết bộ đánh luôn.
trời. Ừ, bố đánh cho nhanh. Bố gặp tên đi, con có biết ai không? Mai bố là bố. Ừ, nhưng mà... khi trả chuyện cho bạn thì tốt rồi, là Lâm ra hai thì em hai thì chỉ là hai bình một thôi, cho nên chỉ cần một phút là mình bình một phát ra xong, chứ em đéo phải tập trung em rồi. Cái sau này mình chắc là em tưởng người ta đi qua mà thôi. Mời lại thành viên, mời hai mươi Hải Diện của Việt Nam Cộng hòa Việt Nam Đông Sơn thì chúng tôi cũng được mời hai mươi Hải Diện. Xin mời số 2 là anh Lương Hữu Duy. Xin mời số 2 là anh Lương Hữu Duy.